kiểu mấy anh thấy vui quá, lần đầu tiên mà mấy anh được làm nhiều món vậy á. Nhiều người tới đây người ta đâu có ăn hết món. Sao máy em nó đâu có chụp kia được đâu ta? Chụp 4 người. Mượn cái iPhone của chị Tâm đi được không? Thôi ai chụp rồi gửi em giùm được không ha?